đang tính ngủ trưa dậy làm cái cây xanh kia kìa. Đấy, các bác nhìn thấy, nhưng mà nắng, các bác nhìn thì nó nắng kinh. Đấy thì có cái mảng này là dâm này. Mảng này dâm này. Ở ngoài này thì nắng không chịu được các bác. Dã man luôn. Cảm giác không chịu được. Cây này thì để chiều tối. Đấy, cây này làm chắc phải mất mấy tiếng. Nếu mà rút dằm thì còn lâu nữa. Thì tạm thời bỏ qua để ăn nắng quá. Bây giờ là có cái cây sung ở kia. Là có một tí bóng dâm rồi này. Cây này thì cây chắc này. Cây chắc nó cũng tùm. Đây là cho bóng dâm làm rồi này. Cây chắc nhé. Cây chắc nhé. Đấy, chắc. Chắc cứ tạm thời là gọi chắc lúa đi nhé. Tiếp nhớ rau càng cua là tốt thế. Tạm thời để vậy cái này cho đất nó đỡ khô các bạn. Nó cái rau này nó cũng tốt. Đấy. Rau càng cua nước. Rau này nấu ai canh ngon lắm. Ngon đấy. Và cái chắc này. Mấy cái ổi. Cây này định cắt nhưng mà nó có quả các bác. Đây. Hai quả này. Ba quả này. Bốn quả. Đấy. Xung quanh đây. Có đôi cái quả là vui rồi. Cái lùn tịt thôi mà. Cái ổi đấy các bác nhỉ, cao độ 30 phân thôi. Cái cây du này và hai cái ổi này là tạm thời là trong bóng dâm rồi là làm được. Cái cây này thì làm mấy cây này cả, mục tiêu là xấu đẹp thì không quan trọng, quan trọng là mình đang có cây gì và mình làm cái đấy thôi bác nhá. Ok, cắt cây chắc này trước.
Cắt gọn gàng rồi, mướt mướt rồi các bác. Cái lá với cái thân chắc này các bác, ngửi nó, cái vết cắt nó có mùi thơm thơm, mát mát, ngọt ngọt đấy. Cảm giác, có cảm giác thôi nhé, là cái này có thể phơi cắt nấu nước được, cảm giác thế thôi. Mùi nó rất là dễ chịu, cảm giác uống nước nó sẽ là mát, hơi hơi đắng đắng, mát mát, lại cho chút ngọt ngọt. Cái mùi vị nó như vậy, còn uống không tội không biết đâu. Quay trở lại cây nhé. Gỗ và đấy thì là cây chắc nhé. Phải bật quạt để ngồi đây, không còn nóng 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 không chịu được. Người đang đã đầm đìa mồ hôi. Bác nhìn lá chắc rất chắc, rất là dễ sống, chỉ cần tí rất tí cát thôi. Và lũa này, nói lại với các bác, cái lên lũa là thân của gốc của nó luôn. Ngày xưa chắc là bị khai thác gỗ trộm này, cái nguyên cái mảng gỗ của nó đây, cái vệt cưa đây từ rất là lâu đây rồi, nhưng mà thân lũa nó vẫn rất là chắc đấy các bác nhìn. Các nhắc lại là khi nào bác nào mà ví dụ sở hữu được mà biết đục tượng thì đục cái thân tượng ông Đạt Ma hoặc là ông Lộ Chí Thâm gì đấy này, thân hình đây, đeo cái bị ở đây, cái gậy của cái bị đây này, và đi hành khất đây, thượng của ông đây đấy. Cái này rất là dày, thớ gỗ dày lắm quá đấy, và còn rất là tốt, chắc vô cùng đấy. Đấy các bác, bao nhiêu năm tháng rất chắc đấy, là cái gỗ đây vẫn cần vệt cưa đây. Đây này, các bác nhìn nó là liền một thân đấy nhé. Đây là cái nhánh từ thân này ra nhé. Và đây nữa, đằng sau cũng một nhánh nữa. Đó. Cứ làm theo hình nón này thôi. Rất là dày. Đây, đang nhìn. Không phải ghép rồi nha các bác nhá. Mọc từ thân ra đấy nhá. Phía bên này thì bị khô là bị lũa này rồi. Phía bên kia là vẫn còn tươi nhá, tươi nguyên cái mảng này. Đây. Này. Mảng. Đấy các bác nhìn thì bác thấy cành này nhá. Đấy, bên này thì trở lại là khô này. Nó đang làm lũa rất là dày này. Thớ rất là dày. Tiếc là mình không có đam mê tượng và cũng không biết đục. Còn mà vào cái tay các bác nào biết đục hoặc là đấy thì diều đất diễn nó rất là dày. Rất là dày. Đấy, đấy, dày. Đấy các bác nhé. Ok, thế là xong cây đây. Tạm thời xong cây chắc này. Chuyển sang cây khác. Làm nước cây du này, trồng bóng dâm. Chứ còn cây sung kia vẫn còn nắng lắm. Chứ là cây ổi. Lá du nó, cái lộc nó đỏ như thích ạ.
Thế thôi. Trong cái cỏ này ở trên mặt nó lan nhanh lắm. Bây giờ nó không tùm. Cái dù đang tể theo dáng hoành các bạn. Cái dù thì nó được cái da nó đẹp và lá nó đẹp. Da nó đỏ đỏ tím tím, lá nó cũng đẹp, lá nó cũng đỏ tím tím. Lá hình răng cưa rất là đẹp. Lá đẹp hơn là dưới nhiều. Chứ tính cách của cái dòng cây nó thuộc họ dưới. Đấy các bác. Cái hoành. Cái này trồng cái chậu và cái chậu giày giải quạt thì được thì hay. Sau thì ôm hình chậu như này. Chậu hình giải quạt này các bác này. Đó. Các bạn cứ đơn giản này thôi, chơi vui vui thôi. Chứ nó không có gì đẳng cấp lắm. Nó không phải là cây siêu phẩm gì cả. Đấy. Đó nhá.